Xin chào mọi người nhé. Và hiện tại thì một bạn đã biết kết quả rồi. Và chiếc xe điện mong muốn thì bạn ấy cũng đã có rồi. Và chúng ta thì cùng trò chuyện với lại chủ nhân chiếc xe xem cái cảm xúc lúc này như nào nhé. Hello cháu, cháu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Dạ vâng, cháu là Trần Hoàng Dũng. Dũng đến từ đâu nhỉ? Cháu đến từ Ninh Bình. Ok, và Dũng có thể cho mọi người biết thì cái cảm xúc lúc này như nào của cháu được không? Điểm cháu biết rồi đúng không? Dạ vâng. Và cái chiếc xe điện mong muốn là cái phương tiện để cháu đi học thì cháu cũng đã có rồi. Thì cảm xúc như nào cháu? Cháu cũng rất vui đúng không? Rất vui. Và sẽ cố gắng cùng với chiếc xe này để học tập tốt hơn đúng không? Dạ vâng. Và Dũng có thể cho chú hỏi thêm một chút là Dũng biết cửa hàng chú có đâu nhỉ? Dạ cháu cũng thấy bạn bè cháu dùng nhiều. Mua nhiều nhà chú đúng không? Dạ vâng. Khi mà đến cửa hàng thì như nào cháu? Cháu khi mà đến cửa hàng nhà chú thì cháu rất là bất ngờ bởi vì nhiều mẫu xe đẹp. Rất là tuyệt vời mọi người. Đó thì bạn Dũng là được bạn bè giới thiệu này và bạn ấy cũng đã xem trên cái nền tảng của Minh Nhật và bất ngờ thì bạn ấy đến và được trực tiếp sờ những chiếc xe, ví dụ đây là cái dòng Decabyte Zomalight phiên bản mới nhất các bạn đang thấy, là hệ thống đèn siêu LED này và siêu tiết kiệm điện đó. Và Dũng rất bất ngờ là những cái mẫu xe ngoài đời thực nhà Minh Nhật bán thì chất lượng mọi người ạ. Chú cảm ơn Dũng rất là nhiều nhé. Dạ vâng. Và bạn bè của Dũng mà có nhu cầu mua những dòng xe điện thì nhớ giới thiệu cho chú nhá. Dạ vâng. Ok, chú cảm ơn Dũng rất là nhiều. Dạ vâng. Ok.